Đây, xe đây mình sẽ chọn sơ mi caro xanh với chất liệu là sợi tre, mỏng nhẹ, mát lạnh và rất là thoáng khí để khi mà mình di chuyển nhiều nó sẽ không bị nóng được ấy. Và kết hợp với em quần tây Smart Pen Slim Fit xanh tối màu để matching màu với chiếc áo. Mà mình thích nhất là thiết kế thông minh với phần cạp bên ngoài cố định kết hợp cùng lớp vải chun co giãn bên trong, tự động điều chỉnh vừa vặn với vòng bụng không cần tới thắt lưng. Hình như sơ mi trắng vẫn là chân ái nhỉ? Nhìn đẹp dai hơn hẳn nhỉ, mà cái mặt nó cũng sáng sủa lên. Di chuyển nhiều phải mặc mấy em kiểu này nó mới thấm mồ hôi tốt. Đi cùng với một quần tây Smart Pants Basic nhưng vẫn là điểm cộng ở cặp quần linh hoạt, thoải mái trong việc di chuyển và vận động cả ngày. Hôm nào mà mát rời thì khoác cái chiếc blazer này nữa là đủ combo đẹp trai nhiều người yêu nhé. Nếu hôm nào thời tiết hơi nóng một chút thì tôi sẽ chọn áo polo, vừa lịch sự vừa trẻ trung. Áo dễ thấm mồ hôi, chất cực kỳ co giãn. Rồi, đi đôi với quần tây tối màu là chuẩn bài, đường may chỉn chu không chỉ thừa. Có thể mix match linh hoạt với nhiều kiểu áo khác nhau. Set này thì để áo trong hay ngoài quần đều ổn, mà bỏ vào trông ok la hơn. Quần này mấy ông béo bụng mặc vẫn chuẩn nha. Đấy, mọi người thấy ba set này thì set nào là hợp lý nhất nhỉ? Đi chuyển sân, đi họp, đi chơi đều là ok la hết luôn. Vì kiểu dáng và màu sắc trẻ trung, hiện đại thì phù hợp trong mọi hoàn cảnh. Đó là lý do mà tôi luôn gắn bó với Owen. Nếu anh em thích style này và đặc biệt là chiếc quần Smart Pants thì tới ngay hệ thống cửa hàng Owen trên toàn quốc và shopping qua hệ thống online nha.